Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần recycle view và card view. Các bạn có thể search các từ khóa đây, bất cứ cái gì. Trước tiên các bạn muốn chạy được recycle view và card view thì các bạn phải add các reference, implement cái nào. Cô search nào. Dependency của nó, các bạn có thể search các dependency. Đây, recycle view và card view. Thông thường các bạn nên search bởi vì các bạn xem cái bản cuối cùng nó đang dùng là cái bản nào. Ha. Tránh trường hợp các bạn xem là các bạn coi cái ở trên cái trang chính của nó nè, là developer.com, android.com nè. Thì các bạn thấy cái gói hiện tại đang dùng Recycle View là 11.2.1, Recycle View Selection là 1.1.0. Đấy là implement hai cái gói này, hai cái thư viện này. Thì các bạn tránh trường hợp các bạn đọc, các bạn search những cái bài báo mà cũ á, đọc bài báo các bạn cũng phải đọc các cái bài báo đấy là nó ở thời điểm nào. Các bạn xem cái năm mà xuất bản public cái bài báo á, ha, phát hành cái bài báo. Có những cái bài báo nó quá cũ, các bạn coi thì các bạn chạy thì không có được. Cho nên tốt nhất là các bạn coi ở trên cái trang chính thống. Được chưa? Các bạn copy về thì các bạn implement ở trong Gradle. Trong Gradle. Đấy. À, các bạn copy về đây. Đúng ạ. Đầu tiên là các bạn copy. Cái này gói dành cho recycle view. Đó, hai cái implement và gói dành cho cái thư viện dành cho card view. Đấy, ở dưới này nè các bạn, card view. Ok. Đấy, nó là cái thư viện đây. Thư viện card view đây. Thấy chưa? Ok, copy. Đó. Đó. Và bây giờ các bạn nhấn xin. Xin nào. Ok chưa? Đấy, đồng bộ nó. Tức là khi xin thì nó sẽ download về máy các bạn. Đấy, dùng thư viện nào thì các bạn sẽ implement cái thư viện đó. Hiện tại là cô đang dùng cái recycle view selection và card view. Đấy, nếu cái này mà ra cái xin nó không lỗi thì các bạn có thể yên tâm dùng nhá, yên tâm dùng. Đấy. Ok. Rồi. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn là tạo cái trước đây á, các bài trước thì ta sẽ dùng cái click view. Nhưng mà từ cái vào buổi hôm nay thì các bạn sẽ dùng cái recycle view. Và trong cái assignment của môn giao diện Android này chúng ta sẽ dùng recycle view nhé các bạn. Tại sao lại dùng recycle view thay vì click view? Nó có một số cái ưu điểm. Thứ nhất là dùng card view nó sẽ đẹp hơn, ha, đẹp hơn. Các bạn có thể đổ bóng rồi bo góc làm các thứ cho mỗi cái view đấy nó đẹp hơn. Ngoài ra thì recycle view nó tối ưu hóa bộ nhớ hơn và bản thân cái recycle view nó đã từ tối ưu rồi. Không phải như trong clip view là các bạn phải viết biến đổi để cho tối ưu, mà bản thân recycle view nó đã tối ưu rồi. Đó, thì các bạn viết recycle view thì là sẽ tốt nhất. Cho nên là trong cái phần hướng dẫn này, cô sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp trên recycle view mà không hướng dẫn list view. Ha, các bạn lưu ý chỗ này. Rồi, xong nha các bạn, không có lỗi. Thì cô sẽ tắt cái này đi. Đấy, và bây giờ cô sẽ làm một cái danh sách phân loại. Thì để tạo recycle view, thì trước tiên các bạn cô sẽ tạo một cái danh sách ha, một cái activity. Sau này cái activity này cô sẽ chuyển sang fragment sau nha, cô sẽ chuyển đổi sau. Nhưng trước mắt cô sẽ tạo một cái activity ở đây. Đó. Các bạn tạo một cái activity ở đây như bình thường nha các bạn. Đấy. Các bạn cô sẽ đặt là phân loại activity ha. Cô đặt là phân loại activity. Ok, cô đang để ở ngoài này. Các bạn cứ để bình thường thôi. Đấy.
các bạn chờ một xíu. À, thì trong rau diền thì các bạn thay vì các bạn add cái leaf view thì bây giờ các bạn sẽ add cái recycle view. Thì cô sẽ tổ chức cái rau diền nha các bạn. Thì như mọi lần thôi, cô sẽ tổ chức rau diền nào. Ở đây cô sẽ để là relative layout. Đó. Relative layout là cái layout mà các bạn dễ xử lý đúng không? Cực kỳ dễ xử lý. Ở trên này thì cô không cần để tiêu đề. Các bạn có thể để tiêu đề nhé. Cô sẽ không để tiêu đề. Để các bạn có một cái mẫu recycle view này. Đấy, và card view này. Đấy, thì cô sẽ không để tiêu đề ha. Nhiều bạn sẽ để cái tiêu đề trên này, nhưng hoặc là để trên cùng, nhưng cô sẽ không để tiêu đề. À, các bạn có thể thay thế trên này được. Đấy, cô sẽ không để tiêu đề gì hết. Và cô add cái recycle view lên luôn. Đấy. Tại sao cô lại để là relative layout? Bởi vì là cô muốn thêm một cái floating action button ở đây nữa, đúng không ạ? Thì đây cô sẽ nó quay rồi. Ở đây các bạn gõ cho cô là recycle. Đấy, các bạn nhìn thấy là có cái recycle view đây rồi. Thấy chưa? Không lấy cái trên nha, lấy cái dưới nè. Thấy chưa ạ? Đấy, Android X nè, recycle view. Đó, lấy cái dưới nha, cái package ở dưới nè. Thì cái này là match parent và chiều cao cô cũng để match parent luôn. Thế. À, đương nhiên là các bạn phải đặt ID rồi. ID các bạn là recycle view, cô để là phân loại ha. Ok, đặt ID thì các bạn lưu ý cô là không đặt trùng và các bạn neo lại, tại vì nó là relative layout cho nên các bạn phải neo nó lại. Align parent top là các bạn để bằng true, được chưa? Neo cái điểm trên trước. Rồi cô tạo một cái floating action button ha. À, để các bạn thêm mới đó, insert floating action button, cái gọi trên hay gọi dưới đây, cái trên đúng không? Ok, cái này các bạn để là wrap content, cái này để wrap content. Rồi cái này các bạn thấy là có cái màu xanh đúng không? Đấy, màu xanh ở trên góc trên cùng nè. Bây giờ các bạn định vị cái màu này, cái icon này xuống bên dưới, góc dưới bên phải. Cái này cũng phải thêm ID cho cô nha. ID là for floating action button. Insert insert loại đi ha, thêm loại đi ha, add cho nó ít nè, add cái loại. Ok, loại hoặc phân loại. Ok, rồi các bạn neo nha. Bây giờ các bạn neo nè, cô neo góc phải, align parent right true, và cô là neo ở phía cuối là align parent bottom true. Đấy, nó sẽ đẩy xuống cuối nha các bạn. Đấy, và nó đang bị anh này bị đè lên trên anh này thì cô sẽ đẩy anh này lên. Cô đẩy anh này lên bằng cách là cô để cái above. Đấy, above. À, trên phía cái pháp floating add loại. Đấy, các bạn thấy nó đẩy lên nè. Thấy chưa? Nó đẩy lên nè. Nó không bị đè nữa các bạn. Và anh này các bạn không muốn để sát quá thì các bạn để cái margin cho cô. Để thêm cái margin cho cô. Margin là bằng 8 dp. Đấy, nó nhích ra xíu, thấy không? Đấy, nó có khoảng cách cách 8 dp. Vậy là cô vừa tạo được xong cái giao diện danh sách mà trong này chứa recycle view. Ok, rồi tiếp theo nè, mỗi cái view ha, bình thường các bạn dùng list view, mỗi cái view các bạn tạo một layout đúng không? Thì bây giờ mình tạo một cái view item ha. Bước tiếp theo là mình sẽ tạo một cái view item. Vậy thì bước 1 cô sẽ ghi vào đây nhá, để các bạn sau này các bạn nhớ nè. Đây, bước 1 nè là, đây cô để cái này. Cái này là các bạn, là các bạn tạo cái activity đúng không? Hoặc là fragment. Đó. Tiếp theo là các bạn tạo cái
layout chứa cái resize view. Rồi bước 3 là các bạn tạo cái item, view item, view item là bằng cái card view ha. Bây giờ mình không dùng cái view bình thường mà mình sẽ dùng cái card view, thì mình phải đây, cái này được gọi là view item. Cái này là một cái danh sách nha các bạn, cái này là một cái danh sách, thì cô vừa tạo danh sách rồi ha. Bây giờ các bạn phải tạo cái view item này nè, các bạn phải dùng cái card view đúng không ạ? Ok, vậy thì các bạn vào cái layout, cũng vào layout bình thường để tạo cái card view, thì các bạn vào rest, vào layout, các bạn là phân loại, các bạn vào, các bạn là view item ha. Đây layout resource file phân loại đó, view, view item, tức là mỗi cái view vậy á, đúng không ạ? Thì cái này các bạn làm card view. Thì làm card view thì code thì có đây ha, đây cho các bạn có cái code sẵn cô nè. Đây các bạn phải làm đầu tiên là giao diện card view. Sau trong card view thì các bạn có cái gì đấy ạ? Có thể được chứa relative layout hoặc là linear layout tùy mình nè. Nhưng mà bao của nó là card view. Đó. Những cái gói này không đúng nhá, cái gói này là gói cũ rồi, mình không có dùng gói này. Mà các bạn gõ chữ card view cho nó nhắc thôi nhá. Rồi bây giờ cô sẽ sang cái này, cô sẽ split code này. Cô đổi cái này thành cái card view. Các bạn đừng có gõ từng dòng một mà các bạn gõ chữ card view thôi. Đấy. Và các bạn thấy có cái gói nè, nó nhắc gói nè. Đó. Và các bạn để ý là cái gói này là gói khác nha, gói này là Android X. Còn cái gói này là gói support V7, cái đó là gói cũ rồi. Cái này không dùng nữa. Cái này không dùng nữa. Đấy, giả sử như đôi khi có một cô có thể làm cái hướng dẫn mà cô chụp hình code chẳng hạn, thì vô tình chụp cái hình cái code cũ này nè, thì các bạn sẽ thấy là các bạn gõ theo là nó sai, trật lất luôn. Đúng không? Giống như cái bài hôm bữa cô làm cái draw navigation á, cô chụp hình code các bạn gõ vào nó không có đúng nữa. Đúng không ạ? Thì các bạn nhắc các bạn là các bạn đừng có gõ từng dòng một mà các bạn gõ cái từ khóa của nó thôi. Được chưa? Rồi, các bạn thêm một số cái thuộc tính của cái card view nhé. Các bạn thêm một số thuộc tính nào. Ví dụ như là margin. Margin là 8 dp. Margin là khoảng cách giữa cái card view và cái viền của nó, đúng không ạ? Và cái này là hay, các bạn không để là match parent mà các bạn để wrap content. Đây hay nè, các bạn để wrap content. Đây. Để match parent là nó sẽ tràn hết cả một cái, tràn hết cả một cái layout và nó đè những cái layout khác. Cho nên cái này lưu ý cái item các bạn, cái chỗ hay này nè, các bạn để cho cô là wrap content. Rồi đến cái margin. Margin các bạn để là 8 dp. Ok. Rồi cái gì nữa nhỉ? Corner radius, tức là cái này là cái bo góc. Bo góc này thông thường 6 đến 8 dp. Nó là kích thước chuẩn đó các bạn. Các bạn đừng có bo nhiều quá, nó rất là xấu. Corner đâu? Card corner, corner viết sai rồi. Card corner radius nè, đấy nhắc nha. Đấy, cái này các bạn có thể để 8 dp. Cái này là bo góc, tí nữa các bạn sẽ nhìn thấy cái bo góc ở bên này. Đây, tí nữa các bạn sẽ nhìn thấy cái bo góc ở bên này. Rồi, và cái độ bóng, cái card elevation là cái độ bóng. Card elevation các bạn để 6 hoặc là 8 tùy. Cái này là đồ bóng ha. Ok. Rồi nhiều bạn còn làm thêm màu đồ bóng rồi tùm lum, là tùy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái dữ liệu của mình là cái gì để mình, chúng ta sẽ làm cái phân loại ha. Phân loại của các bạn là dữ liệu các bạn sẽ có là mã loài. Mã loài thì các bạn tự tăng cho nên cái này không hiển thị nhé. Tên loài và trạng thái.
Trạng thái thu chi, cái này thực ra cũng không có gì à, quá đúng không? Vậy thì cô sẽ thêm một cái hình đại diện nào đấy cho nó vui, chứ cũng không có gì, không có gì trong cái này. À, cô thêm một cái hình nào đấy đi ha, một cái hình cho vui thôi, cái hình này không có ý nghĩa gì cả. Hãy cho nó đẹp mắt với cái tên loại, cái tên loại ok chứ không có gì. Xấu quá ha, tên loại trạng thái ít dữ liệu quá, nó cũng không đẹp. Ok, vậy thì cô sẽ để một cái hình cho nó vui thôi. À, ở đây cô để sẽ để cái relative layout. Relative layout, cô sẽ có ý đồ trong relative layout bởi vì cô cần để một số cái icon xem, sửa, xóa, edit, delete đó, đúng không? Đấy, edit, delete. À, relative layout thì cái chiều cao của nó là width là match parent. Đấy, layout hay là để wrap content. Ok, đóng lại ha. Trong relative này cô sẽ để cái gì ạ? Cô sẽ để là một cái text view để chứa là tên loại ha các bạn. Text view để các bạn chứa cái tên loại. Đấy là các bạn để là wrap content ha, hay là wrap content luôn. Đây các bạn, cái này là text. Các bạn để là tên loại. Ok. Đấy, cái chữ nè, các bạn thấy cái bo góc nè, thấy không? Chữ này các bạn có thể cho kích thước là bừa lên. Text size là để 30 SP, vừa quá đúng không? 25, 25, 30 gì đó. Color, text color, màu red đó. Color Android, color orange duck gì đó cho nó vui đó. Rồi các bạn, cô sẽ để hai cái icon bên này, sửa và xóa bên này luôn. Đấy, nhìn cho con nó có cái hình ảnh vào đây tí. Rồi bên cạnh cái tên loại thì cô có cái trạng thái đi ha. Đấy các bạn, cái này các bạn để là trạng thái. Rồi tại vì nó là relative layout cho nên chỗ này cô phải neo nó lại thôi, được chưa? À, và cái này cô, các bạn để cho cô cái bạc đinh ha, cái bạc đinh là 8 BP để cho nó giãn ra xíu, thấy không ạ? Cho nó giãn ra xíu. Rồi các bạn giống giống như HTML, margin là khoảng cách từ viền của nó đến cái bao, còn cái bạc đinh là khoảng cách từ viền của nó đến cái nội dung, đúng không ạ? Cái nội dung của nó, cái content của nó. Giờ cô neo cái chữ trước nha. Đây các bạn phải đặt ID trước nè, ID nè, text view, tên loại, dưới này là ID là text view, ID là text view trạng thái. Ok rồi, neo cái này lại nè, neo top và left ha các bạn. Đây các bạn là align parent, top là true, align parent left true đó, neo. Còn ở dưới thì các bạn cho là align parent left là true. Và ở phía dưới cái anh, phía trên là below, below anh text view tên loại. Đấy, nó nằm dưới, các bạn thấy không? Nó nằm dưới nè. Đấy. Rồi, các bạn để ý card view nè. Thấy chưa? Card view nó nhìn đẹp hơn chứ, có bo góc nè. Có đồ bóng mơ mơ nhưng không thấy. Đó. Có viên padding các thứ nè. Bây giờ cô để hai cái icon ở đây. Cái icon edit và delete ha. Đó, hai icon tôi để ở đây. Cô để tiếp thôi. Image view.
Xin lỗi các bạn, là cô chủ yếu là cô gõ code, cô ít khi kéo thả, là gõ code cô gõ nhanh hơn kéo thả đúng không ạ? Cái này là cô để là wrap content, cái này cũng wrap content luôn, và src của nó sẽ là drawable, cái icon edit chưa có, chưa cô chưa làm icon edit với icon delete. À, chưa làm thì bây giờ cô làm icon trước nhá, nó đang lỗi kệ đó, nó đang lỗi kệ đó. Cô làm cái icon để cho nó xong đi ha. Đây cái này nè, cái image view nè, cô làm icon. À thì các bạn vào đây để tạo icon thôi, vào drawable click chuột phải, new cho cô vector icon, vector access chọn ở đây cô là cái edit ha. Đây edit đó, ok. À, để cho nó sinh động một tí, cô chọn màu đỏ hoặc là chọn màu cam tùy các bạn, cam đỏ gì đấy tùy các bạn, đỏ đi ha. Ok rồi, cái này cô để 30, 30. Sorry đó, và cô sửa cái này là, cái này là edit, ok 30 30 này, edit này, next, ok, finish. Rồi cô làm một cái nữa là delete ha, new cũng vector icon, vector access, các bạn cái này là nhấn delete, đó, chọn hình nào cũng được, cô chọn cái hình này, ok, rồi cái này cũng 30, đó, hình như vậy, và các bạn sửa chữ này thành chữ delete đi. Ok, next. Rồi, finish. Tạm thời cô dùng hai icon này đã. Rồi, thì đây cô sẽ là icon edit. Đó, nhỏ xíu ha, kệ nó. Rồi, bây giờ cô neo nè, góc trên bên phải, đúng không? Góc trên bên phải, tức là align parent top true, true. Và align parent right true. Đó rồi cô thêm một cái icon nữa là icon delete, cô copy nha, cái này sẽ là cô để là delete, thấy chưa, và đây là cô không neo nó top mà cô chỉ neo phải, và cô ở đây là cô để nó ở below, nằm dưới. À vậy biết nằm dưới anh nào, phải đặt ID cho anh này đấy chứ, ID cho anh này là image view edit, phân loại edit loại đi ha. Đấy. Và cái này là ID image view delete loại, okay. Vậy thì anh này sẽ below ai, below anh edit loại đúng không, below ID là image view edit loại, đấy nó sẽ nằm dưới đấy chưa các bạn. Đó. Còn nếu các bạn muốn cái này cách một xíu thì các bạn để cái Marine Top, Marine Top của anh này là 8 dp. Đó, nó giãn ra một xíu. Thấy chưa? Quá đẹp đúng không? Đó. Vậy là cô vừa đã làm xong một card view. Thực ra card view không có gì. Thực ra card view thì nó giống tất cả mọi cái view khác. Tức là các bạn vẫn có một cái relative layout như bình thường. Chỉ có điều bao cả relative layout này bằng một cái card view, cái viền bên ngoài. Card view này giúp các bạn làm cho cái view cell, cái item nó đẹp hơn, là bằng cách các radio, cái radius, vỏ góc, rồi đổ bóng, rồi các thứ, đúng không ạ? Nhìn nó bố cục nó sẽ đẹp hơn. Chứ bản chất là các bạn vẫn phải làm relative layout thôi, đúng không ạ? Vậy là cô đã tạo xong được một cái card view, trong đó có bốn cái item, đó là tên loại, trạng thái và hai cái button, hai cái image view này giúp các bạn có thể tương tác, điều khiển là cái edit và cái delete đúng không? Cô làm hai cái icon nhỏ nhỏ xinh xinh, ok chưa? Đó. Rồi vậy thôi, muốn làm đẹp nữa thì các bạn tự làm ha. Đấy, cô sẽ không còn nhiều thời gian để các bạn demo thật đẹp. Ok. Đấy, là xong cái card view. Rồi, bước tiếp theo.
Đã là danh sách thì phải liên quan đến dữ liệu đúng không các bạn? À, recycle view thì không thể thiếu được. Đó, đó là các bạn có data source. Data source. À, và cái adapter. Đấy, các bạn có 3 thành phần: data source, adapter và adapter view. Adapter view. Và cái adapter view này có phải chính là recycle view không? À, đó chính là recycle view đó các bạn. Thì recycle view là coi như cô đã xong rồi. Đã xong rồi. Thì bây giờ còn 2 thành phần nữa. Các bạn làm việc với data source và làm việc với adapter. Thì trước khi làm việc với data source thì cô sẽ làm việc với adapter trước, bởi vì data source này các bạn quá quen rồi. Cái data source cô đóng cái này lại nhá. Thì các bạn nhìn nè, thì có phải là mình sẽ làm phân loại. Thì ở đây mình sẽ có cái data source, mình trả về cái DAO này nè, trong bảng phân loại này nè. Thì mình sẽ có lấy toàn bộ danh sách nè, data source này, nó sẽ trả về relic nè. Tí nữa mình gọi cái hàm này ra là được nhé các bạn. Đấy, mình gọi cái hàm này ra là được. Ok chưa? Đấy, cho nên cái data source này cô không nói nữa. Tí nữa tôi sẽ gọi cái hàm này ra là xong. Vậy cô sẽ nói đến cái recycle view adapter. Đấy, vậy thì cái adapter của anh này là gì? À, là recycle adapter. Recycle adapter, đúng không? Rồi, vậy để tạo được adapter thì cô sẽ vào cái adapter này. Đúng không ạ? Cô sẽ new. À, new một cái Java class. Cô đặt là phân loại adapter như bình thường. Ok chưa? Và cái phân loại adapter này thì nó phải làm sao? Nó extend cái gì các bạn? Extend cái recycle adapter. Recycle view chấm adapter. Bây giờ cô để cô adapter recycle view chấm view chấm cái adapter. Rồi, khoan đã làm gì cả nhá. Đây, bây giờ cô đang nghe nhá, cô đang hướng dẫn các bạn viết nè. Thì nếu các bạn xem cái mẫu á, thì trong recycle view adapter nó sẽ có ở trong này gọi là generic nè. Trong Java 2 các bạn generic, các bạn sẽ có cái móc vuông ở đây. Ok chưa? Thì cái móc vuông ở đây nè là nó làm gì? Trong này nó chứa cái view holder các bạn. Hiểu không ạ? Nó chứa cái view holder của các bạn. Thì các bạn đừng có điền cái view holder này vội ha. Bây giờ các bạn sẽ tạo cái view holder riêng cái đã. Ok. Rồi nghe nè. Chưa làm cái gì vội. Đừng có gõ code theo người ta, đừng có làm gì hết, làm theo cô ha. Bây giờ các bạn trước tiên các bạn phải tạo một cái view holder đã nhá. View holder các bạn có nhớ ngày xưa mình trước mình học cái list view thì cô cũng yêu cầu các bạn tạo một cái view holder đúng không? À, nhưng bản thân cái anh nè, recycle view này nó đã hỗ trợ cái view holder. Đấy, mình kế thừa nó là xong. Đấy, còn cái kia là mình tự chế cái view holder của mình. Cái list view là cô tự chế cái view holder. Còn ở đây là nó có sẵn cái view holder nhá. Rồi, bây giờ các bạn tạo một cái class cho cô. Class tàu trong, lầu tàu ngoài gì cũng được hết ha. Các bạn để là cái class, public class cũng được luôn. Đó. Phân loại view holder. Tại sao cô để cái phân loại view holder? Bởi vì là các bạn có nhiều view holder lắm. Thì ở đây các bạn extend cái recycle view chấm view holder. Đây các bạn thấy không? Bản thân anh này có cái view holder của anh này. Đó. Cô tạo một cái class riêng. Được chưa? Không liên quan, chưa liên quan đến anh đằng trên nha. Anh đằng trên lỗi kề ảnh. Được chưa? Rồi. Ở đây các bạn là gì đấy ạ? Ở trong này các bạn đang lỗi nè. Thì các bạn nhấn Ctrl Y để các bạn implement cái gì không đang có. À, cái này không, Ctrl Y không có, vậy nó đang thiếu constructor thôi. Các bạn đưa con trỏ vào các bạn nhìn nè. Nó đang no default constructor, cho nên các bạn phải khai báo constructor vào đây. Đấy,
Contractor là một cái lĩnh vực mà cần phải nói cực kỳ nhiều đúng không? À, nhưng mà chưa có thời gian để nói thôi. Đúng không ạ? Ok. Vậy thì cô sẽ tạo contractor ở đây. Public. Phân loại. Add view holder. Đó. Ok. Và gọi đến con cha thì phải là shipper. À, vậy thì anh shipper này anh cần cái gì? Anh shipper này cần một cái view. Anh shipper này tức là anh cha này nè, anh này cần một cái view. À thì cô sẽ nhúng cái view vào thôi. Đây cô sẽ nhúng cái view vào. À, cái view. Đúng ạ. Đó. Cái này các bạn để là item view, view đi, view bình thường đi. Đây view. Ở đây các bạn nhúng một cái view thôi. Và các bạn truyền một cái view cho anh này. Bởi vì đối số của anh super này là cần một cái view mà. Thì tôi phải truyền một cái view nha các bạn. Đấy là quy tắc để viết code nha. Anh cha cần truyền cái này là constructor của cha. Cần truyền một cái view thì các bạn phải truyền cái view cho nó thôi. Rồi. Thì thực ra cái view holder này nó chứa cái gì? À các bạn coi là cái bài hôm bữa mình làm. Đây. Nhìn nha, cô sẽ lấy lại cái code cho các bạn coi. Chờ cô một xíu. Đây. Cái này là card view cell đây. À, chờ cô một xíu. Java. Ở cái này là cô có cả làm cả list view cả recycle view. Nhưng mà không nhớ là cái nào là list view. Không nhớ là cái nào là recycle view. Đây, cô để lại đây nhá. Cái này là cô làm cái gì? Cô vào cái adapter cô coi đi. Adapter. Khoản thu adapter. Cái này là recycle view. Đúng không? Cô sẽ coi một cái list view đi ha. Đây, list view đây. Bữa trước là cô đã demo cái list view cho các bạn rồi. Thì các bạn nhìn thấy nè. Cái view holder này là do mình tự tạo ra ha. Đấy, do mình tự tạo ra. Thì cái view holder này nè, có phải nó chứa cái cell item của mình không? Nó chỉ là cái card view của mình bây giờ á. Đúng không? Thấy không? À, thì cái view holder của cái recycle view nó cũng y chóc như vậy thôi chứ không khác cái gì cả. Hiểu không ạ? Vậy thì cái view holder nó sẽ chứa cái card view. Đấy, nó sẽ phải chứa cái card view này. Đấy. Ok. Nó phải chứa cái card view này. Đó, vậy thì cái view holder này nó phải chứa cái card view. À, thì bây giờ cô sẽ sửa card view như thế nào này các bạn? Card view của cô là có bốn cái thành phần. Có bốn cái thành phần 1 2 và 4 thì cô cũng khai báo đúng bốn cái. Tức là hai cái text view. Đó, tức là mình sẽ làm tương tự nha các bạn. Đấy, hai cái text view. À, một cái text view thứ nhất đó là text view tên loại. Một cái text view thứ hai là text view trạng thái. Đúng không? Và mình chứa hai cái image view. Image view. Đó là image view edit và image view delete. Được chưa? Rồi. À, ngoài ra thì nó còn chứa một cái card view nữa. À, card view này cũng phải chứa ID nữa nè các bạn. Có phải thêm ID cho nó nè. Thêm ID cho nó nè. ID là card view. Đấy, phân loại, loại đi ha. Đó, cô phải thêm một cái card view loại đây nè. Thì ở đây cô sẽ thêm một cái card view nữa ha. Card view. Đó. Đó. CV loại. Ok. Được chưa? Rồi. Ok. Rồi. À, vậy thì khi mình mà truyền cái view vào đây. Truyền là một cái card view vào đây. Một cái view vào đây. Một cái card view chẳng hạn. Thì giả sử như cái các bạn phải hiểu nhé, cái constructor nhá là cái mà sau này các bạn gọi nó và cái này là đủ số các bạn truyền vào đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn file view by ID thì các bạn sẽ file vào đây thôi, tìm tham chiếu thì các bạn tham chiếu trực tiếp vào đây thôi, text view loại đó bằng view chấm
file view by id. Đó. Error.id.techview. Error import vào nhé các bạn. Error. Error. Đâu rồi? Đấy, cái này nè. Chấm id chấm text view tên loại. Ok. Rồi tương tự. Đó các bạn phải khai báo hết cái vai cái ID đây. Đó, đây nhìn. Đây adapter. Holder nè. Cái holder có đầy view holder nè. Đấy, cái text view các bạn phải vai file view by đi hết. Đúng không ạ? Đấy, file view by đi hết. Ok chưa? Đấy, sau này tôi mấy code này cô sẽ hướng dẫn các bạn xử lý sau. Bạn chưa làm vội. Đấy, cái file đủ hết. Đúng không? Thậm chí cái card view các bạn cũng file luôn. Đúng không ạ? Card view file luôn. Đúng không? Ok. Đấy. Giờ đây các bạn tương tự có copy cho các bạn nhé. Mình có 5 4 cái, 5 cái. Đấy. Cái này là trạng thái ha. Trạng thái. Còn cái này là image view edit. Cái này là image view delete. Và cái này các bạn tham chiếu luôn cái card view luôn. Loại. Ok, trạng thái. Cái này là image view edit loại. Cái này là image view delete loại. Và cái này là card view. Đó. Ok. Đây. Cái truyền này là mình sẽ truyền đúng cái card view của các bạn vào. Đúng không ạ? Rồi. Các bạn làm xong cái này rồi, bây giờ các bạn mới làm một cái việc cho cô như thế này nè. Trong cái dấu mốc nhọn đây nè. Cái đấy nè, cái này người ta gọi là generic nha. Cái thuật ngữ của nó gọi là generic. Tổng quát hóa, đúng không? Các bạn gõ cái này vô cho cô. Phân loại adapter. Phân loại adapter. Đó, chấm cái phân loại view holder. Đó. Tức là trong cái này nè, các bạn lưu ý nhé. Cái view nó sẽ dựa trên view holder. Nếu các bạn gõ mà gõ theo tức là từ add vào á, nó sẽ add cái view holder này nè. Nhưng cô đang muốn view của cô là phải dựa trên cái phân loại view holder của cô. Tức là mình sẽ phải làm riêng biệt cái này cho mình. Đó. Cho nên cái anh này sẽ tôi sẽ đưa cái loại của cô là loại này là loại phân loại view holder. Đấy. Đến đấy rồi, bây giờ các bạn mới làm một cái bước tiếp theo. Các bạn mới làm một cái bước tiếp theo. Đó là đưa con trỏ vào đây nhấn Ctrl Y để các bạn implement nhé, các bạn nhấn OK. Đây. Code nó thấy tự sinh rồi các bạn ạ. À. Và các bạn để code nó tự sinh như thế này nhé. Cái kiểu trả về của nó sẽ là phân loại view holder. Cái đối số trên vào của nó sẽ là phân loại view holder. Thấy không? Đấy. Nếu các bạn không cẩn thận, các bạn chọn cái này là view holder á. À, mà không ghi rõ là cái của mình ấy. Thì nó sẽ chọn cái này trả về một cái view holder rất là chung chung. Sau này các bạn làm và các bạn sửa code cực kỳ khó. Và thậm chí nó gây lỗi. Đấy, vậy là các bước để các bạn làm một cái phân loại adapter mà nó không bị lỗi nha các bạn. Đây nhìn nè. Đầu tiên tôi tạo một phân loại adapter, tôi extend cho anh này. Sau đấy cô tạo một cái view holder của riêng cô, kế thừa cái recycle của view holder. Xong cô khai báo cái thuộc tính và tham chiếu của nó như thế này. Tham chiếu vào đây luôn. Ha. Còn cái kia là các bạn tham chiếu vào đâu? Cái này là các bạn tham chiếu phía trên này. View đâu? Đấy, các bạn tham chiếu trên này. Nó trả về một con vật view và các bạn tham chiếu trên này. Còn file view by ID này, còn ở đây nó sẽ tham chiếu ở đây luôn. Thấy chưa? Đó, nó tối ưu hơn rất là nhiều nhá. Cái thằng view holder này nó xử lý hết này. Rồi, xong đó các bạn copy cái anh này nè, trong dấu cái mũi nhọn đây nè.
Các bạn ghi là phân loại adapter là cha của nó nè, chấm phân loại view holder. Đó là nó sẽ ra cái này. Và các bạn nhấn Ctrl E để các bạn implement ha. Và tương tự sync code, đừng có gõ, đừng có gõ. Được chưa? Rồi. Cái màn tiếp theo. Cái phần tiếp theo thì các bạn lưu ý cho cô là nó giống cái list view thôi. Các bạn cũng phải tạo constructor, các bạn phải thêm context và thêm thêm data như bình thường. Hiểu ạ? Đấy, cái này thì các bạn có thể tham khảo cái này. Đó, các bạn như cái list view thôi, cũng phải tạo constructor, cũng truyền context, cũng truyền dữ liệu, phải truyền dữ liệu chứ. Không truyền dữ liệu thì nó biết làm gì, đúng không ạ? Đấy. Và nếu có DAO thì vẫn phải truyền DAO bình thường. Đây, giống khoản thu này. Đây, nó có một cái constructor. Đấy, cái có constructor. Thấy không ạ? Ok. Đấy, truyền vào bình thường thôi. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ cô truyền nhá, cô làm nhá. Thì bây giờ để mà truyền cái context và dữ liệu thì các bạn tạo constructor của anh này giống như cái list view. Cái chỗ này thì không khác gì list view hết. Ok. Cái khác giữa recycle view và list view là khác, cái nhất là khác cái chỗ này nè, holder này nè. Đấy, nó từ tối ưu hóa cái này cho các bạn luôn rồi nè. Đấy, các bạn truyền context vào thôi. Context. Và truyền cái danh sách. Lưu ý cho cô nè, dữ liệu nó trả về như thế nào thì các bạn phải truyền vào như vậy. Trong phân loại DAO này, dữ liệu các bạn trả về là array list phân loại DAO. Thì ở đây cô cũng truyền cái dữ liệu kiểu như vậy. Đây, các bạn để cái danh sách, để cái list đúng không? Đó. Rồi, truyền vào. Và các bạn sử dụng nó thôi. Copy ra làm cái biến nha. Cô đặt biến giống nhau để nó khỏi phải gõ nhiều lần thôi, không có gì. Đó. Đặt biến giống nhau, như cái này là biến class. Còn cái này là biến cục bộ nha các bạn. Hai biến này khác nhau nè. Cùng tên nhưng phạm vi nó khác nhau, nó không có đụng chạm nhau nhé. Đấy, biến class thì các bạn để là div chấm context gắn bằng context. Context này là context của biến cục bộ. À, nhiều bạn gặp cái lỗi này, các bạn gắn div chấm context bằng div chấm context là sai nhé. Cái này không có được, nó không bỏ lỗi đâu, nhưng mà nó không có nhận được giá trị. Đấy, bạn nào mà sợ bị nhầm thì đặt khác tên đó. Rồi đi chấm lit là bằng lit là xong đó. Rồi bây giờ cô sẽ làm tiếp tục cái việc đổ dữ liệu nha. Các bạn nhìn này, get item cao thì trả về cái số lượng biết rồi. Cái này cô xóa cái chữ generic này đi. Rồi trả về cái này thì nó là return cái lit chấm size ha, lit lit chấm size trả về cái số phần tử của cái danh sách. Danh sách. Rồi, ở đây là để tạo on create view holder là để tạo cái view holder. Còn ở đây là on by view holder là cái này mới add dữ liệu vô đây các bạn nè. On by view holder này nhìn nè. Các bạn so sánh nhá. So sánh cái list view nè. On by view holder là nó chính là cái này các bạn nè. Đâu rồi? Gán dữ liệu đây. Tên loài nè, set text nè, thấy chưa, position nè, thu chi position nè, đấy, by dữ liệu nè. Nó tách ra luôn các bạn nhé, nó tách ra hàm dùng thích lắm. Vậy là cái gì, holder chấm image view, à quên, text view, tên loài chấm set text nè, by dữ liệu mà. À, cái position này thì bằng cái này nè. Đây, làm cô làm để các bạn nhìn cho nó giống nhá. Đây, copy nè. Tôi sẽ qua đây. Bây giờ cô lấy từng cái item. Thì cái này sẽ không phải là thu chi, mà cái này là phân loại ha. Cô để chữ phân loại. Đó. Bằng list.getPosition nè. Cái này là lấy ra một item nè. Được chưa? Lấy ra một cái item trong cái list dựa vào position nào. Đấy, ví dụ như position mà bằng không thì nó lấy phân tử đầu tiên, position 1 nó lấy phân tử thứ hai, vậy đó. Thì ở đây các bạn là cô để là PL nhá, phân loại nhá. PL nào.
Ok. Đấy, thì nó sẽ bằng phân loại chấm get text, get tên loại. Đó, thấy giống không? Thì hai câu lệnh này nó giống nhau không? Thấy giống nhau không? Ok. Rồi. Holder chấm text view trạng thái. Chấm set text cũng vậy. Chẳng lẽ tôi copy cho nó nhanh. PL chấm get trạng thái. Ok. Xong. Là đổ dữ liệu xong. Thấy nó tách ra không các bạn? Nó cực kỳ tối ưu, nó tách ra từng cái method. Hôm trước là tôi để chung, các bạn thấy là để chung trong một cái get view nè. Giờ nó tách ra nè. Thấy chưa? Đấy, đó là cái khác biệt của view holder. Còn anh này thì sao? Anh này là nạp dữ liệu cho, tức là tạo ra một cái view holder. Tức là cô phải truyền, cô gọi anh này và cô truyền view vào. Đúng không ạ? Nó return cái phân loại view holder nè. Phân loại view holder đúng không? Thì cô sẽ là có phân loại view holder. Phân loại view holder. À. View holder sẽ gắn bằng new phân loại view holder. À, đối số truyền vào nó phải là một cái view. Một cái layout. Ồ, layout chưa có. Vậy layout của chúng ta sẽ lấy ra kiểu gì các bạn? À, view, cô sẽ tạo một cái view. View sẽ gắn bằng gì ta? Layout inflator nhá. Cô dùng cái layout inflator nè. Layout inflator. Inflator gắn bằng context nha. Activity. Xong đấy context bị nhầm khi dấu mũi tên ngược. Đó, ép kiểu thành activity. Đó, xong cái này các bạn mới để là gì đấy ạ? Chấm get layout inflator. View sẽ bằng là inflator chấm inflate. Rồi đưa cái layout vào. R chấm layout chấm view item. Cái cặp view khi này các bạn làm á. Rồi, cái chỗ này nè, cái chỗ cái root á, các bạn cẩn thận một chút nha. Thì các bạn để cho có cái chữ parent. Đây, để khoan, để parent hay là null, để coi coi lại cái này xíu ha. Đây, layout inflator nè. À, cái này dùng cái này cũng được. Đấy, layout inflator chấm from cũng được. Lấy view group chấm get context cũng được nhé. Đấy. À, thì cái chỗ mà cái inflate này các bạn nè. Thì cái này phải để là view group và cái này phải để fail. Tức là các bạn phải phải để đúng quy tắc, không để là nó không có ra. Đấy, và các bạn sẽ để cái này là parent view group, các bạn sẽ để là parent. Parent và cái này để là false. Đấy. Hai cách đều giống nhau nhé các bạn. Đây, cô viết hai dòng này nè. Thì tương đương các bạn viết một dòng này nè. Đấy cũng được, cái này hơi dài thôi, các bạn nhìn sẽ khó hiểu. Ha. Đó, và các bạn đưa cái view vào đấy. Và các bạn return cái view holder vào đấy. View holder. Đấy. Return cái view holder là xong. Đó. Vậy các bạn, đây là cái nạp view vào. Cái nạp cái view holder vào. Đấy, dùng cái hàm on create view holder. Ồ, vậy là cô đã viết xong rồi. Các bạn để ý nhá. Nếu như các bạn nhìn ra thì viết bằng cách này nó cực kỳ gọn và cực kỳ tường minh. Và các bạn để ý cách viết nó đỡ bị rối. Bây giờ có mấy cái cách viết cô nói hướng dẫn các bạn đó. Bước 1 là các bạn tạo cho cô một cái phân loại adapter. Viết như thế này. Xong đấy đừng viết gì nữa. Xuống các bạn viết cái anh này trước, cái view holder trước. Đó. Thấy chưa? Xong để các bạn mới lên chèn cái thông số này ở đây nè. Trong cái dấu mốc nhỏ này này, cái này được gọi là generic nhá. Đấy. Sau để các bạn implement. Các bạn tự động cho nó implement đồng thì nó sinh ra các bạn ba cái hàm. Đó. Và sau để các bạn bổ sung constructor vào. Sau đấy bổ sung cái binding dữ liệu vào, bổ sung cái nạp cái layout vào là xong. Đó, rất đơn giản. Nhìn vậy nhưng mà các bạn làm quen
các bạn sẽ không bị rối bằng các bạn làm bằng cái cách này. Các bạn sẽ dễ hiểu hơn các bạn làm bằng cách này. Làm bằng cái review. Làm bằng review nó rối lắm. Các bạn không hiểu đâu. À, nhưng mà làm bằng cách bên này các bạn sẽ hiểu hơn. Và khi nãy giờ cô sẽ có sự so sánh giữa lead view và recycle view để các bạn biết là nó sẽ có sự tương thích với nhau. Nó tương đương nhau nhưng nó sẽ tổ chức lại thôi, và anh này tối ưu hơn rất là nhiều. Vậy là cô đã viết xong cái anh recycle view adapter đây. Vậy là cô đã xong cái adapter đó. Bây giờ cô chỉ cần làm viết data source và các bạn gọi nó ra là được thôi, cực kỳ dễ dàng đúng không? Riêng cái anh recycle view thì khi gọi ra các bạn thêm một cái nữa thì mới ok, thì chờ cô một xíu nhé. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đến cái phần tiếp theo, đó là mình ra cái activity. Mình khai báo cái recycle view. Khai báo nhé. Đấy, các bạn khai báo là recycle view. Đấy, recycle view loại đúng không? Đấy, cũng file view 3 ID nhé các bạn. Recycle view loại sẽ gắn bằng file view by id r.id. recycle view phân loại. Ok. Rồi. Chưa chạy được đâu. Muốn chạy được thì các bạn đây, cái này là khoản thu đúng không? Khoản thu. Các bạn thêm cho cô một cái dòng nữa. Đây. Cái khoản thu fragment đây. Thì các bạn muốn chạy được thì các bạn phải add layout cho recycle view. Đây nè các bạn. Đây. Đây, đây. Các bạn phải add layout cho recycle view. Ok. Đấy, add nó thành cái linear layout manager, đấy, add cái layout manager cho anh recycle view. Ok. Đấy. Và các bạn dùng cái linear layout cũng được. Dùng cái linear layout. Đâu rồi? Đấy, layout manager. Cái layout manager đây. Đây. Đấy. Các bạn khai báo là recycle view layout manager. Đó. Layout manager khai báo với cho cô. Được chưa? Phải thêm cái layout này nó mới chịu. Đấy. Thì nó mới add được recycle view ha các bạn. Rồi. Layout manager các bạn đây. Recycle view layout manager. Layout manager gắn bằng new linear layout manager. Cái này là gì? F3. Đấy, new linear layout manager get context. New. Tại sao lại get context cần là tôi nói sau nhá. Cái này không nói nữa. Đây là đưa truyền vào context thì ta sẽ có để phân loại. Truyền vào context thì phân loại activity chấm đít nha. Còn fragment thì nó get context, cô sẽ nói sau. Và các bạn add cái recycle view cái free line cầm set layout manager, đưa cái layout manager vào. Ok. Phải như này mới chịu. Rồi các bạn có thể thêm thêm dòng code là set has fixed size, tức là các bạn cố định cái kích thước. Cái này không cần ha, cái này cái dòng này cũng không cần đâu. Đấy các bạn, hai cái dòng này là đủ rồi. Đấy là phải có thêm dòng này mới được nhé. Recycle view đó, cô thêm chữ view vào đây đi ha. View view à thôi khỏi tiền rồi. Ok rồi, bây giờ ta mới lấy data source cho các bạn nha. Vậy là ta xong được cái recycle view đúng không? Đây, recycle view nè, adapter nè. Bây giờ đến data source. Data source thì các bạn đã chuẩn bị rồi. Nằm ở trong cái phân loại DAO, có cái get all. Connect thì bài hôm trước cô đã chỉ rồi, bạn nào làm lỗi hay là chưa làm được thì có thể hỏi cô sau.
ha, có thể hỏi thêm. Thì ở đây bây giờ cô sẽ gọi cái phân loại đao này nhá. Đấy, phân loại đao. À, đấy, phân loại đao. Ok, thì các bạn cũng khởi tạo phân loại đao ở trong này. Ok chưa? Đấy, loại đao. À, gắn bằng níu. Phân loại đao. Rồi các bạn cũng truyền vào context, cho nên các bạn cũng truyền vào cái phân loại activity.dict. Ok. Rồi, để lấy dữ liệu thì cô sẽ cái dữ liệu các bạn get all nó trả về array list, cho nên cô sẽ tạo một cái array list. Array list phân loại. Đó. Cái này là list gắn bằng new array list. Ok. Chưa? Rồi, ở đây các bạn sẽ gắn đây, lấy dữ liệu nhá. Thì list gắn bằng phân loại đao chấm get all là xong. Đấy, là được data source. Đó, bây giờ các bạn chỉ cần nạp vào adapter thôi. Thì các bạn khởi tạo cái phân loại adapter. Phân loại loại adapter, đúng không? Đấy, thì các bạn có cái adapter bằng gắn bằng new phân loại adapter. Rồi truyền context vào. Context là phân loại activity chấm dict và truyền cái dữ liệu vào, cái data source vào và truyền cái list là xong. Đó. Và sau đấy ta set cái recycle view loại chấm set adapter. À, các bạn đưa cái adapter vào là xong. Ok chưa? Đấy. Cô vừa hoàn thành cho các bạn xong một cái recycle view. Bây giờ cô test thử nhé. Cô test thử thì cô chạy cái phân loại này trước. Thì cô vào cái manifest. Cô đổi cho anh này chạy trước. Phân loại activity này chạy trước. Rồi. Và run thử nhé các bạn. Chưa làm gì đã văng lỗi à? Rồi run thử nhé các bạn. Đó. Rồi. Trong lúc chờ run thử thì ta thì kết quả trả về các bạn là đây, một cái recycle view. Ok chưa? À, rất là đẹp đẽ nha các bạn. Đấy, đẹp hơn cái list view nhiều. Nó có đủ bóng. À, có bo góc đúng không? Đủ bóng chỉ có 6 dp thôi. Đấy, và quá trình cô làm thì cô có margin padding, cho nên các bạn nhìn thấy là nó sẽ không bị dính liền. Không bị dính liền ha. Nó cách cách ra nhìn rất là rõ. Đó, thì cô vừa hoàn thành xong cái phần hướng dẫn các bạn dùng query cycle view, tạo query cycle view. Thì các bước là như thế này ha. Đầu tiên là tạo activity hoặc cái fragment, tạo layout chứa query cycle view, tạo các view. Xong để các bạn mới tạo cái recycle view adapter và các bạn tạo cái data source. Và ở với cái recycle view thì các bạn lưu ý cho cô một điểm nhé. Cái này thì các bạn rất hay quên. Thật ra các bạn quên thôi. Tức là với recycle view thì các bạn phải tạo cái layout manager và add set layout manager cho cái recycle view thì nó mới chạy được. Không thì nó lỗi nha các bạn. Đấy, không nó lỗi ngay. Ok. Đấy. Thì các bạn lưu ý cho cô chỗ này thôi. Đó. Còn lại thì các những cái khác thì nó tương tự như các bạn đã học ở trong cái list view. Ha, cũng lấy cái data source đúng không ạ, cũng tạo adapter rồi cũng set adapter. Vậy cô sẽ dừng cái video ở đây nhé.